Wow mẹ ơi, wow cái cục kim cương nè, wow đã thiệt luôn nè. Trời ơi trời, cục kim cương lại lầm. Oh hello mọi người, hôm nay Redhood lại tiếp tục lên YouTube của Redhood đọc comment nè. Hello anh Redhood, anh hello em nè. Rồi sao cái gì đây, các bạn này đang nói cái gì vậy? Anh Redhood ơi, anh hãy thử thách làm ra ngôi nhà Lucky Block đi. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, Lucky Block là để dùng để đập chứ làm sao mà làm nhà được. Mấy bạn cứ thử thách anh Redhood hoài. Mấy cái đó Redhood đâu có biết đâu. Để anh Redhood đọc tiếp coi. Cái gì nữa đây? Anh Redhood không biết làm hả? Trời đất. À bạn này dám nói anh Redhood không biết làm ngôi nhà Lucky Block à? Được rồi. Mấy bạn thách thức anh làm ngôi nhà Lucky Block cái gì? Ủa, mèo đang làm gì đây vậy mèo? Hả? Mèo đang làm cái gì vậy? Tôi đang coi cái góc này nó có vuông không? Tôi thấy nó kỳ quá hả? Trời trời, trong Minecraft góc nào chả bờ vuông. Mèo ngáo ngơ nè. Mèo ơi mèo nghe cái gì chứ mèo? Có một bạn fan bạn nó thách tôi là anh ơi, anh hãy làm á, sống trong ngôi nhà Lucky Block đi. Rồi, bạn thấy không? Mà bạn nó còn nói tôi á, anh Redhood không biết làm nữa. Mày thấy tôi bực mình không? Ủa cái nhà Lucky Block ai biết làm đó. Trời ơi, nó đúng mà đâu có đâu. Mình hiểu ý của bạn đó rồi, bạn nói ý là kêu anh Redhood á là xây ngôi nhà bằng Lucky Block thôi, nhưng mà cái đó là quá là cùi bắp rồi mọi người ơi. Mày nghe cùi bắp không? Ngôi nhà Lucky Block ai không xây được, chỉ cần có khối Lucky Block là xây được thôi chứ đúng không? Trời, vậy là quá bình thường mấy bạn. Bây giờ anh Redhood sẽ sống trong khối Lucky Block luôn, biến khối Lucky Block thành ngôi nhà luôn kìa mới giữ. Nhưng mà lấy Lucky Block ra xây nhà là cùi bắp quá rồi mọi người đúng không? Bây giờ Redhood cho mọi người thấy nha. Bây giờ Redhood sẽ cầm một cái cúp đó, thấy rồi, để Redhood lấy 4 cái kiếm ra luôn. Thì 4 này 4 khối sắt chứ lộn. Bây giờ để coi coi, mình lấy 4 khối sắt ra này mình làm cái gì ta, để Redhood chặt gốc cây cái, chặt gốc cây này đi gốc của mèo nè. Đó, đâu có, tôi chặt gốc cây ở ngoài này chứ tôi lấy sắt tôi chặt cây hồi nào. Rồi xong. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây ha, mình dùng cái này mình chế tạo ra. Đó, 2 cái cây này. À cái này anh Redhood không liên quan gì đâu, anh Redhood chỉ muốn chế tạo cái kiếm thôi mọi người ơi. Cái kiếm này đặng mình á, đi mai mèo ơi, đi mai cầm cái kiếm lỡ mà gặp zombie á, mình chém nó chứ không phải là mình lấy kiếm mình đào đó bà nội. Rồi. Hôm qua có thịt ở đây rồi ăn luôn, đói bụng luôn nè. Rồi, xong chứ mèo? Xong rồi đó. Ok, bây giờ mèo với phụ tôi đi mai nha mèo. Rồi. Kiếm luôn, tôi tính đi mai bằng kiếm thiệt luôn. Đâu có, mèo bảo vệ tôi khỏi zombie thôi chứ mèo cần gì phải đào bằng cái kiếm. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi mai nha mọi người. Hôm nay anh Redhood phải cần vàng. Nếu mà muốn làm ngôi nhà Lucky Block là mình phải có vàng trước, nhưng mà không phải lấy vàng xây nhà đâu nha. Mình phải lấy vàng mình làm thành khối Lucky Block trước. Rồi, đi mèo ơi, đi. Xuống đây có chuyện té. Trời ơi, ngu quá. Rồi, đi nè. Ở đây hình như có vàng nè mèo ơi, hình như vàng ở đó ta. À vàng trên này nè. Từ từ để tôi lấy cái đuốc cái. Tối thùi. Rồi, đi mèo ơi, sáng rồi nè. Rồi, chụp. Ô vàng nè, đó, tôi nói có vàng là có vàng mà. Rồi. Nè, tôi thấy ở đây nè, tên này nè, mèo thấy vàng ở đâu vậy? Rồi. Cái gì? Sao? Ê đừng có đặt. Trời đặt một cái là bánh hết luôn á. Tào lao. Trời. Mèo đặt một cái là nó làm cái đùng, nó là nghèo luôn á mèo ơi, vàng khó kiếm lắm á. Trời. Mèo kim cương còn dễ kiếm chứ vàng trong đây khó kiếm gì trâu vậy đó. Bởi đâu phải dễ đâu. Đúng rồi. Ê đừng có nổ mà, nghèo luôn á. Rồi xong đúng rồi. Rồi thấy chưa? Nghèo luôn. Nổ cái lóc thôi chứ nó có nổ văng ra được lóc vàng đâu. Rồi bây giờ đi kiếm tiếp nè. Đi kiếm vàng để từ từ tôi lấy lại cái đuốc của tôi cái không tôi đói luôn á. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cầm cái đuốc đi. La. Ôi vàng nữa nè, thấy chưa tôi nói mà vàng đây dễ kiếm nè. Rồi vàng ở trong cái hang này thì dễ kiếm thôi ngang chứ mà đặt ra cái hang này một cái là mấy bạn khó kiếm cực kỳ luôn. Rồi từ từ hút đang đào nè. Rồi mèo làm cái gì vậy? Rồi đào phụ tôi đi mèo ơi. Rồi để tôi lại tôi đào luôn nè. Rồi xong về tới nhà rồi mèo ơi. Xong xuôi. Đó, ơi cái này còn 64 thạch cù ở đây nữa lấy ra. Rồi, nấu vàng xong rồi, bây giờ chờ vàng nấu thì tôi sẽ ra đây nè mèo. Ra đây, chặt cái cây lên. Trời cần chứ, cần nhiều cây lắm. Rồi, bây giờ chặt đủ rồi, vô nhà nè. Mình sẽ dùng cái cây này mình chế tạo ra cái bàn chế tạo đó, dùng cái bàn chế tạo cái bàn chế tạo. Thấy không? Không, cái bàn này là cái bàn mình dùng, còn cái bàn chế tạo này là dùng để làm công thức chế tạo á mọi người. Bây giờ Redhood sẽ lại đây lấy vàng thế nào. Trời, nãy giờ mình mới đi mai xong luôn nữa nè, mình đã có quá trời vàng này nè mèo ơi. Xong bây giờ mình sẽ dùng khối vàng nha, mình làm thành cái khối vàng bự nha mọi người. Đó mọi người ơi, làm thành cái khối vàng bự này nè. Đó đúng rồi, làm phôi vàng, làm khối vàng. Anh Redhood nói lộn chứ ha, mình ngốc quá. Rồi bây giờ làm nữa. Rồi cái gì nữa mèo? Rồi ông sẽ dùng cái khối vàng đó để ông làm cái nhà cái nhà đâu, cái nhà của tôi là cái nhà bằng Lucky Block luôn. Thì ông làm cái nhà Lucky Block đúng không? Ý là mèo nói tôi xây cái khối vàng hình Lucky Block đó hả? Tào lao, tôi nghĩ sao tôi lấy khối vàng tôi xây hình Lucky Block vậy? Cái đó thì xấu lắm mèo ơi. Bây giờ để từ từ tôi làm xong cái khối vàng này cái đã, rồi tôi sẽ cho mọi mèo và mọi người thấy nha. Rồi xong rồi, bây giờ Hút đã có quá trời khối vàng luôn. Còn cái này tại sao Hút có 64 khối thì tại vì Hút là đấng sáng tạo mà. Rồi bây giờ ha, mèo với mọi người giờ này nha. mình sẽ đặt cái vàng ra. Thấy chưa? Cái này đâu phải là khói lúc chưa lắp đâu. Xạo ke, tôi chưa nói hết, tôi lấy cái cây tôi chém nè, bây giờ nè, tôi chưa kịp làm gì hết, tôi có thương tướp vô họng thôi. Okay. Bây giờ mình đã khói vàng ra rồi, cái này đâu phải là khói Lucky Block đâu, đúng không? Đúng không? Bây giờ Hút sẽ biến nó thành khói Lucky Block nè, đập nó ra lại ha. Xong sau đó mình chọi cái khói này ra, chọi cái khói này vô nữa, bum. Đó, ra một cái trứng Tiny Lucky Block House, thấy chưa? Là ngôi nhà lúc, đúng rồi, ngôi nhà Lucky Block tí hon á mèo. Bây giờ mình sẽ đặt nó ở đâu ta? Ở đây đi, ở trên khói vàng đi mèo. Đó, cho nó đẹp ha. Giờ đặt ra. Bum. Wow, nhà có cái cửa này, hai cửa sổ hai bên này, thấy chưa? Đó. Bây giờ á, Hút sẽ vô nhà cho mèo coi để chứng minh cho mọi người thấy nè. Anh cái Hút chế tạo được ngôi nhà Lucky Block nha mọi người. Muốn vô nhà này là mình phải đọc được những cái chữ vòng trên này nè mọi người ơi. Đâu, chữ này tôi đọc được nè nghe. Đây, chữ này tôi đọc nè. Đó, thấy chưa? Vô được luôn, thấy chưa? Nghệ thuật của Hút là vậy đó. Wow. Mèo vô đi, mèo chạy vô, mèo đọc chữ giống tôi vậy đó. Rồi, nè nè, tôi chạy ra, đó, chạy ra. Rồi xong, bây giờ mày chạy vô đi. Đó, thấy chưa? Bây giờ tới lượt Hút nè. Đó, vô hết chưa? Đó, mèo chạy vô nhà lại đi. Rồi xong. Đó, đây là ngôi nhà Lucky Block nè mọi người thấy không? Ở trong ngôi nhà này có một cái khối Lucky Block nó đang tập hợp năng lượng lửa từ bên ngoài vô nè, đó. Thấy chưa? Ngôi nhà này đã ghê luôn á. Cái này đâu phải nhà Lucky Block đâu. Ôi, Hút quánh mèo văng ra khỏi nhà rồi. Vô lại mèo ơi. Vô lại. Rồi, mèo vô đâu trên nóc nhà bay xuống vậy? Không biết. Chắc ngôi nhà nhỏ quá nên phải bay từ trên nóc xuống đó mèo ơi. Tôi quánh thử con mèo văng ra không nè. Thấy chưa? Ôi, quánh một cái là mèo bay ra khỏi nhà luôn. Vô lại mèo ơi. Vô. Rồi, không đánh nữa. Ôi, lửa nó hút vô mặt tôi nè. Ui, y như tôi đang khà ra lửa vậy mọi người. Đây nè. Kè. Đó, địch ra lửa. Ai đuổi ra khỏi nhà luôn chứ ở đó địch ra lửa hả? Mèo tầm bậy hả mèo? Ok, xài nãy giờ xàm nhiều rồi mèo ơi, bây giờ ôi ấy chỗ đó tầm bậy, chỗ đó là lửa là ẩu lắm nha. Bây giờ mình không có nên làm như vậy. Bây giờ mọi người biết không, ngôi nhà này có khả năng rất là vui nè mọi người. Mình cầm khối vàng ở đây nha, rồi mình sẽ đưa khối vàng cho cái cục Lucky Block này nè. Búp đó, thấy chưa nè, đưa khối vàng cho nó, đưa khối vàng cho nó. Rồi để tôi đưa cho mèo lụm nè. Đó, mèo lụm đi. Rồi né ra cho tôi lụm với. Rồi mèo đi ra đi, tới lượt tôi lụm trứng lại coi. Đó, đưa nó sẽ cho mình quá nhiều trứng luôn nè. Đó, từ từ. Bây giờ Redhood sẽ trèo ra khỏi nhà mới được. Búp. Rồi xong, chung ra khỏi nhà rồi. Tôi dùng mấy cục vàng trong đó đâu, ông có lụm được không? À, dục vàng được à, đâu dục được đâu. Đâu, dục nó rớt qua bên này. Nó rớt lên trên nóc kìa ba, chứ đâu có dục được, tào lao quá. Bây giờ mèo ơi, nãy giờ tôi lấy được mấy cái trứng này nè, mấy cái trứng này là một cái thứ đặc biệt lắm nha mèo. Mấy cái trứng này gọi là khối Lucky Block đó. Đây là khối Lucky Block không cần mod nha mọi người. Đây, Hút cho mọi người coi nè. Búp. Đó. Lucky Block nó nằm trong cái kiến mèo ơi, thấy chưa? Lucky Block này nó đẹp hơn những cái Lucky Block khác luôn, nó nằm trong một cái kiến nè, đù đẹp quá. Bây giờ, được chứ, đây tôi đặt cho mèo coi nè. Ra khói, trời, ra cái khói bedrock. Bây giờ cái khói bedrock này sao mà đặt ra được? Rồi xong, kệ mèo ơi, đây ở đây tôi sẽ đặt khói khác ra. Rồi, đập Lucky Block. Ôi, mèo mèo Ripper, nổ chết mèo đi. Ôi, hình như nó không có nổ mèo ơi, trên đầu không có mặt cười kìa, nó có nổ đâu. Trời ơi, con Ripper đó không có nổ mà mèo quýnh nó làm cái gì? Đây, để tôi đập lại trong cái cho mày coi ra miếng da bò. Đây, để tôi đập đây. Ôi, ai, chết. Ủa, hết đi không nổ. Đâu có nổ đâu. Ai? Ôi, trời, mém chết luôn. Lên đó. Lên là mạng lớn mọi người ơi, chứ không là banh xác luôn rồi. Lừa gạt. Nó đâu có nổ chứ, để đặt lên đây cho an toàn mày ơi. Không có gì hết. Rồi, đập thử. Không có gì luôn. Ôi, cái con cây. Ê, nó biết cái con bé rau thành cái cục đất rồi kìa. Wow, biết cách phá cái bedrock rồi. Wow, đã thiệt luôn mèo ơi. Bây giờ tôi đặt ha, nhiều khói Lucky Block ra đây, tôi với mẹ cùng nhau đặt đây. Để tôi ăn vô cái đã. Không nó nổ ra tôi chết luôn á. Ok, ăn vô. Đập đi. Ui, cái gì vậy? Tôi lượm đây. Mèo đứng tôi lượm coi nào. Cái gậy bật lùi cái gì á? Không biết nữa, từ từ cây gậy này đánh bật lùi. Ok. Cho mét qua á, lại nó thử mèo ơi, thử. Đưa vô cái đít đây, chung cái đít ra. Bóp. Wow, mày quá xa luôn. Đã hết. Cái cây này tôi để tôi vô mét qua tôi đánh được. Là cái gì? Tới sao không nè? Cái đít bú. Tới cái lỗ luôn. Lọt vô lỗ luôn. Đánh mèo bay lọt lỗ luôn. Đã thiệt. Bây giờ mình lại đặt cái khối này nè mèo ơi, đặt khối này nè. Đúng rồi. Cái này mà quất ta cái người ta bay đi luôn á mèo, đặt thử coi. Ơi, con mèo rồi xong rồi chết mèo luôn rồi thôi. Kệ mèo đi. Thôi. Xin lỗi mèo nha. Bây giờ mèo chết rồi mọi người ơi, mèo đã bay xuống giật rồi. Nè, để tới lượt tôi đập cái này. Thôi né xa cái này ra. Cái gì vậy? Lá đu đủ. Lá súng. Tôi tưởng lá đu đủ chứ. Ôi, cái gì vậy? Chừng ngang coi chừng có cái gì đó từ đầu xuống. Ôi cái kia. Ủa lúc đi bờ sâu là Nguyền biến mất. Ủa tự nhiên cái là Nguyền biến mất là sao? Để tôi chém mèo rồi, cái mèo. Mèo. Ôi trời chém rồi con cái gì đó. Nó biến mất luôn rồi. Rồi để tôi đặt mấy lúc cái lề ra. Bụp. Ôi cái đôi dài dài. Ui, đôi dài này là super fast. Ui chạy cực kỳ nhanh nè. Wow. Wow. Rồi chạy như bay luôn. Rồi chạy nhanh hơn The Flash luôn mọi người. Chạy lẹ cực kỳ luôn. Nè chạy nhanh nè, tôi đang đây nè. Mèo đâu? Mèo đâu? Ui, tôi né mèo nè, mèo tôi sau lưng mèo nè. Quánh được tôi không? Quánh được tôi không? Liêu quánh được không? Đấy, ui né. Rồi. Đây quánh tôi nè, quánh tôi nè, mèo chậm vậy. Mèo chậm vậy né, trời né. Mày chậm vậy chứ tôi mà quánh được mèo nha. Đây tôi quánh mèo cho mày coi nè. Mèo mèo ui ui. Mèo hả mèo? Rồi mèo mèo. Ui tôi chạy nhanh nè. Mèo. Đó, thấy chưa? Thấy chưa mèo quánh lại tôi không? Không á, mèo làm gì tôi quánh được không? Liêu tôi đây nè, tôi đây nè. Nè. Ồ, mèo đây, tôi đây nè, tôi giờ tôi đi từ từ tôi nhanh hơn mèo nữa. Ơi tôi lượm được cái cúp mèo kìa. Ơi có mèo. À con mèo này láo, con mèo này là mèo này. Ôi mày là mèo mày. Quánh mày luôn con mèo kìa. Ăn vô kìa. Ơi chạy nhanh mất sức nhiều hơn. Ơi chạy nhanh mất sức quá. Từ từ thôi tôi không dám chạy nhanh nữa rồi, lọc nó dài nó đi. Ôi bỏ. Đây để tôi đặt cho mèo. Rồi xong, để tôi đặt này nha. Bụp cái rương. Ôi cái rương có mũ sắt là Nguyên ràng buộc luôn. Thôi đừng có đèo đội vô là dính luôn trên đầu á. Rồi bây giờ đặt cái này. Tôi đặt cái rương nữa nè. Ôi con đây đi vô. Chạy ơi. Lừa đảo ném chết mèo ơi. Xong, tới lượt tôi đặt ra nữa nè. Ui chết tôi rồi. Còn mèo luôn ui. Mèo dám con tôi đúng không? Ê cái cùng này con tôi hả ta. Đúng rồi, thôi giờ tôi tới lượt tôi chết rồi, khổ tôi thiệt luôn. Ai tới lượt mình nghèo rồi. Chết tôi rồi xong chết luôn. Khổ ghê luôn á, tự nhiên cái lọc vô hố đó luôn. Rồi, để tôi đặt đây. Mèo. Rồi cái rương. Ủa cái rương toàn cá mà đặt ra cái nữa. Ôi con mèo nó làm gì vậy? Con mèo đang ngồi hay vậy? Con mèo có quỷ lửa. Ủa cái gì vậy? Nó tự nhiên ngồi lên cái cục đó ta. Ui cái cây bật lùi nữa. Chung đây. Trời ơi, đây là cái kim tự tháp nè, tôi hên là tôi chỉnh game MOBA lẻ tại tôi khổ quá. Thôi để chỉnh sáng tạo chơi đi. Xong, hên quá. Cái này cái gì đây kim tự tháp vậy luôn á trời. Ủa nó biến nó kim tháp nó đè mình luôn mèo. Trời thôi đặt thử là đặt nút lót lên kim tự tháp đây. Ok, để sáng tạo đi chứ không mắc cộng chết mèo ơi. Nè, để kim tự tháp lên nè. Ôi con rùa bay trời luôn. Wow, đẹp thiệt. Wow, đẹp quá, tôi đẹp luôn con rùa luôn. Ôi cái nào ơi. Ơi con ơi, nó làm cái gì vậy? Ôi, nó làm cái gì vậy trời? Ôi, nó làm cái gì vậy trời? Nó làm cái gì trời? Nó xảy cái gì vậy mọi người ơi? Cái con này nó bị cái gì nè, cái chân nó tổng ngược lên trời. Cái gì? Mẹ coi nè. What the hell? Cái đầu nó bị cái gì vậy? Rồi cái này tầm bậy quá trời, cái này sao nó đội lên đầu vậy? Quýnh coi dưới mèo ơi, quýnh coi dưới á, cho con cái đầu nó cắm đầu xuống đất mèo ơi. Thôi, từ từ quýnh ở dưới á. Nè, tôi quýnh còn ở dưới nè nha. Mày ơi. Cái con kia nó cắm cái đầu đất luôn. Tôi quýnh cái con ở dưới cắm đầu đất luôn. Nó đi bằng đầu á ơi. Thằng này nó nhảy phớp giỏi lắm nè nha, nó xây đầu nè. Mày nhảy phớp à. Mày xây đầu á, rồi xong. Ok, mèo làm cái nón nó cái chân cắm cái đầu nó cái mèo ơi. Ôi, trời ơi, ra nguyên cái đống khói luôn. Tôi đập thử coi cái này là cái gì đây. Mèo đập ra cái gì? Ok, tới tim này mở lên nè, rồi đập cái này luôn, cho nó nổ rồi. Thôi, cái gì vậy? Ui tôi ghê quá mày ơi. Tintin nữa rồi, thôi nguy hiểm quá. Chạy ra. Cái này là sao? Đập gì trên này hả? Tôi đâu biết đâu, tôi đập. Ơi, cái Tintin nó biết nhảy kìa. Ghê thiệt. Ê, nó chịch chẽn tôi lên trên trời luôn rồi. Tôi bay lên trời nè, tôi đang bị lọt xuống nè. Trời mấy bạn ơi, bay lên mất xác anh Út luôn rồi. Ui nguy hiểm quá ơi. Trời bật rồi, té xuống rồi. Nó đưa tôi lên trời luôn mày ơi. Rồi, nó xóa mất block ở đó. Rồi các bạn, ui con Ripper nè, con Ripper này tôi biết nó nổ mạnh cỡ nào nha. Ơi nè, chung ra. Từ để con Ripper này nổ mạnh cái nào mày ơi. Rồi ok Ripper vô đây mày, coi mày nổ mạnh cái nào ha. Ui nó không có nổ mày ơi, con này nó hiền lắm. Ủa vậy đứng cho vui. Rồi nó đứng cho vui thôi à. Cái gì vậy trời, con này đúng hiền. Ui, đừng có đánh nó. Nó chỉ vậy. Ôi trời kìa nó nổ kìa. Đó. Lâu lắm nó mới nổ. Đúng rồi. Bây giờ để tôi coi thử rồi ra đây nổ thêm mày. Rồi ra cái tô, cho cái tô ăn xin hay cái gì ta. Không tôi sợ ăn xin lắm. Thôi, bây giờ để tôi đập tiếp mày. Ui nó ơi. Ơi tầm bậy nó ơi cái con này. Ê, không được. Rồi. Mày. Tao cho mày cắm cái đầu đất luôn nè, thằng này. Mày đừng có cõng nó nữa, rớt cái đầu mày xuống đi, rớt xuống đi. Bụp. Rồi xong cắm cái đầu đất. Cái con này lúc nào cũng vậy hết á. Đúng là mày nhìn buồn cười thì chứ tại sao ai mà tạo ra mày vậy? Ai tạo ra mày cắm cái đầu đất chị kỳ cục vậy? Thôi, để tôi đập thêm 2-3 cái nữa coi. Ui, sấm sét đánh tôi nè. Rồi. Ui, nguyên cái biển nhung nham luôn, ghê quá. Sóng thần nhung nham tới rồi kìa. Cái gì vậy? sóng thần dung nham đó mèo ơi. Trời ơi, à nó đưa tôi lên trời, nó rơi xuống luôn. Bay xuống cái tốc độ luôn. Wow, mà trời tết xuống tới đất là chưa kịp làm gì nữa, mèo đưa tôi xuống nữa rồi. Ui, ra Winter, ra Winter. Ui, con mèo này nó làm gì, nó dính theo tôi nè mèo ơi. Ôi, con mèo nó rượt tôi. À, mày để nó rượt tao nữa. No. Ở Ritter nó muốn quýnh con mèo kìa. Để tôi quýnh cho con Ritter nó học mèo ơi. Ôi, mèo à. Mèo nó làm cái gì vậy ta? À, chết mèo luôn á. Mèo Ritter thì bắt quá. À, để đặt đây nè. Ui, nó nổ rồi xong rồi. Bum nó chưa nổ luôn, nó chưa nổ luôn thôi. Trời, xong luôn, banh xác mèo của tôi luôn rồi. Rồi. Khổ kìa, con gà đẻ trứng kìa. Wow, con gà đẻ trứng kìa, trời ơi. Nó vừa đi vừa đẻ. Con gà đẻ trứng kìa. Rồi xong cái tên xử lý nó rồi. Rồi, để tôi rồi xong. Wow, mèo ơi. Wow, cái cục kim cương nè. Wow, đã thiệt luôn nè. Trời, cục kim cương. Lại lượm được không? Không được. Trời, kỳ cục vậy ta. Sao tôi tưởng là cục kim cương này phải lượm được chứ. Trời, đúng là tụi bắt thiệt luôn á. À, zombie quá trời luôn. Zombie xung quanh cục kim cương. Ôi no. Đập ra. Ôi, rồi xong luôn, tôi chết luôn. Trời ơi trời. Ơi, hôm nay em Redhood á thử thách á, chung vô ngôi nhà Lucky Block á, rồi lấy Lucky Block ra thì Redhood đã hoàn thành được thử thách rồi mọi người ơi. Anh Redhood thật sự là đã có ngôi nhà Lucky Block rồi nha mọi người. Thì nếu mấy bạn yêu thích video này, mấy bạn hãy nhấn like và subscribe cho anh Redhood nha. Và mấy bạn hãy nhớ là đặt thử thách ở dưới phần comment để anh Redhood biết còn làm nha mọi người. Bây giờ thì bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Con kìa mèo ngu không, mèo kẹt trong đó luôn mà kìa. Rồi, bye bye mọi người, bye bye.